Vừa mới đây, trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, Công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Qua khai thác, đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng để kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, cách đây 3 ngày, một đối tượng chống đối ở hải ngoại là Lê Trung Khoa lại đăng trên trang cá nhân của mình rằng Thái Văn Đường vừa bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan, đưa về Việt Nam chiều hôm 13 tháng 4 năm 2023, lúc 16 giờ 52. Qua sự việc này càng thấy rõ, Công an xã Việt Nam từ ngày được tăng cường lực lượng chính quy xuống địa bàn, năng lực chiến đấu tăng cao rõ rệt.